Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Upfy Inery Blockchain nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click vào phần link mô tả dưới video mình đã đăng tải chatbot nha. Rồi sau đó bạn click trang các bạn, hình con Nga nè. Rồi cái tab đầu tiên thì các bạn bấm vào Telegram nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Chuyển tiếp kênh trailer nữa nè. Bắt đắp lên nè. Này tới 3 kênh nữa ta. 2 kênh nè các bạn. Rồi sau đó bằng bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục cái tab thứ 2 nè. Mình sẽ đâu quan hồi luôn ta. Tiếp tục các bạn follow tờ Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter nè các bạn theo dõi nha các bạn. Nào nó kêu mình tờ Twitter hay mình tờ Twitter các bạn. Bạn bấm don. Xem tiếp tục thì các bạn retweet hashtag. Hashtag này các bạn. Các bạn copy cái hashtag này. Inery. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Bấm vô đây. Các bạn like. Các bạn trình nhận như tweet nha các bạn. Các bạn tweet hashtag nó vào đây nè. Rồi các bạn điền về dạy câu đi các bạn. Good này drop đi chứ không biết điền gì luôn. Đại đi. Rồi bạn mới đáp lại nha các bạn. Sau đó bạn bấm don. Sau đó send link vô Twitter và đọc file link. Hai định dạng để cho các bạn gửi đường link Twitter này. Thì bạn mở Twitter bên gan các bạn. Coi mình gửi được không? Được thì mình tìm cách khác nữa. Các bạn nhập avatar mình nhập vào một hồ sơ nha các bạn. Các bạn nhập ba cánh cùng nhập vào chia sẻ nè. Bạn copy nè bạn. Để cho bot nè. Không biết định dạng này đúng không, không đúng thì mình gửi định dạng khác. Không có gì hết. Không đúng. Bạn qua Google Chrome đi các bạn. Các bạn gõ tờ Twitter mình nha các bạn. Rồi, bạn nhấp vào avatar mình tiếp tục nữa các bạn. Nhấp vào một hồ sơ nha các bạn. Rồi, bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Nhà này cho bot. À đúng rồi, định dạng Mobi nè các bạn. Rồi, tiếp tục các bạn tập thứ 3 nha các bạn. Rồi, các bạn join vào Discord. Trời ơi, đăng nhập nữa ta. Các bạn đăng nhập vào chấp nhận là mời nữa nha các bạn. Rồi, sau đó thì các bạn chat một câu đi các bạn. Rồi các bạn copy cái Linux xin em mình nha các bạn. Rồi không cần đâu các bạn. Rồi bạn chờ lên bot nè bạn. Ai đủ yêu cầu rồi mà copy làm gì. Rồi bạn bấm don nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi username Discord các bạn vào các bạn. Chờ cho bot nè. Sau đó tôi tiếp tục cái thứ tư nữa các bạn. Rồi các bạn gửi địa chỉ với bên Binance Smart Chain trên chocolate các bạn hoặc là địa chỉ ETH nha các bạn. Câu này đến lúc những dự án nó kêu mình gửi địa chỉ ETH mà nó gửi về bên BNB không chừng nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bấm vào một ghép link nè. Rồi bạn lấy link ghép chia sẻ trong bè những người thân nó kiếm tôi cần các bạn. Use start let. Rồi, chương trình airdrop này mình đang chia tổng giải thưởng là 50.000 tập cần BUSUC nha các bạn. Rồi vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.